chào anh chị hôm nay nhiên à, dịch mặt con à, phạm Đôn trang con phạm đông trang, à, Đôn trang là con ả kinh doanh nghề dân chủ cụi phạm đông trang là con ả kinh doanh nghề dân chủ cụi đây phạm đông trang đây cô bác anh chị đây phạm đông trang đây con đi. nhưng kính chào cô bác anh chị, hôm nay nhân dạch mặt con ả Phạm Đôn Trang kinh doanh nghề dân dân chủ cụi Và đây là bài viết của ả ta. Bài viết của ả ta. Đấu tố đồng bọn của ả Đây là bài viết của ả ta Đấu tố à, Trong đồng bọn của ả Ả viết thế này Nghề kinh doanh Nghề kinh doanh à, Dân chủ à, Đó anh chị Tựa đề của cô ta là như vậy Và cái đoạn này nè anh chị Cái đoạn, đoạn này nè Cái đoạn này nè anh chị đây bà là bài viết của con ả phạm đoan trang đây anh chị thấy không đây là bài viết của con phạm đoan trang kinh doanh nghề dân dân à, chủ dân chủ cội đó thì đây là bài viết của con ả ta đây là bài viết con ả ta nè anh chị đó. cái đoạn này nè cái đoạn đó đó anh chị cái đoạn mà con bài viết của con phạm đông trang nó viết tới cái đoạn này nè mới là quan trọng anh chị nó vạch mặt đồng bọn của nó nó và đồng bọn nó kinh doanh nghề dân chủ để anh chị anh chị để để mà để mà khuyên góp tiền bọn phải khuyên góp tiền xin lỗi anh chị kinh doanh nghề dân chủ để kêu gọi cái bọn hải ngoại cái bọn giặt ở hải ngoại cái bọn giặt ngầm ở hải ngoại cái bọn giặt ngầm ở hải ngoại rồi nó nó đưa cho cái tổ chức khủng bố việt tân thì tổ chức khủng bố việt tân này mới đưa vào tay con phạm đông trang và cái bọn kinh doanh dân chủ cụi là cùng đồng bọn với con phạm đông trang để anh chị anh chị số tiền đó là tụi nó kêu gọi để anh chị biết chị không để khóa để khóa hoại gây gói mất an ninh trật tự nhiều đợt biểu tình ngày 10 tháng 6 nè rồi xuống đường kéo kéo bạo loạn nè, chặn quốc lộ 1A nè ngày 10 tháng 6 gây bạo loạn ở uh, tỉnh Bình Thuận nè. Rồi ở um, rồi ở um, uh, ở uh, ở công ty Bon Trang nè, rồi chặn quốc lộ 1A nè, rồi Phát Mô Sa ở Hà Tĩnh nè anh chị. Rồi nó viết những cái, cái 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 cuốn sách để mà xuyên tạc đường lối chính sách, xuyên tạc Bắc Hồ của chúng ta. Thì cái bọn giặc ngầm ở hải ngoại mới đưa tiền cho tổ chức khủng bố Việt Tăng thì tổ chức khủng bố Việt Tăng này á mới đưa vào đưa vào để mà trong cái tay những dân chủ cụi và cái bọn kinh doanh mà mà kinh doanh này á là ăn đồng chia không đủ bắt đầu tự con phạm Thông trang lên viết một cái bài này đấu tố cùng đấu tố đồng đội nó ăn giật tiền thì bắt đầu cái đoạn này của nó viết nè anh chị mới là quan trọng nè trong hàng ngũ của chúng tôi có ít nhất một kẻ như thế một nhà kinh doanh dân chủ siêu hạn nói là siêu hạn chứ cách làm giàu của bà ta thật ra rất là đơn giản đến với một nhóm anh em hoạt động đã có sẵn hoặc tự kết nối tụ tập hình thành một nhóm người hoạt động bằng mọi cách nắm lấy việc quản lý tài chính của nhóm anh chị thấy chưa tập hợp các khoản tiền của nhóm vào uh, quỹ chung giao quỹ này cho cháu gái ruột ở nước ngoài cụ thể trường hợp này là uh, là trường hợp này là ở út uh, út uh, chalia và thằng nội tại thì cho chị gái nắm giữ ý là một cái hình ảnh này là một phần á cái người mà cùng đồng bọn với dân chủ cũ với con Phạm Đông Trang này á, một phần á là cái đầu á cái đầu mối ở nước ngoài á, là cháu của cái người mà giật tiền bỏ đi. Và một cái phần á là giật tiền bỏ đi thì cái người này là là ở trong nước nắm hai đầu của con Phạm Đông Trang đồng bọn nó. Toàn bộ sổ sách kế toán giao cho con gái ruột ở nước ngoài, cụ thể trường hợp này là ở nước ngoài cụ thể là à, cụ thể trường hợp này là nhật bản nắm giữ anh chị thấy ghê chưa mọi quyết định thu chi do bản thân quyết à, thân quyết định kỳ tổ chức hợp nhóm là minh bạch thu chi những thành phần tham dự có giới hạn già và căn cứ khi cần tiền thủ quỹ ghi chép kế toán và quyết định chi tiền nhiều trong nhiều uh, tiền đều nằm trong tay ba thành viên của một gia đình thì việc rút ruột hô biến giải trình phân dân đều trở nên vô cùng đơn giản còn tổ chức nhóm hội này họ thì uh, này nọ thì trở thành một công ty uh, gia đình chị anh chị anh chị thấy mà tài tình của cái bọn hoạt động dân chủ mà nắm tiền để mà lấy tiền của bọn nước ngoài từ Australia, Australia và ở Nhật Bản và ở trong nước anh chị thấy chưa? Anh chị thấy kinh tởm chưa? Cái bọn dân chủ này nó công công nhận tự con phạm đoan trang là nó ghi ra để nó cùng với đồng bọn nó đấy đồng bọn nó giật tiền cho nên là nó quốc ức quá ăn đồng chia không đủ bị giật tiền đi cũng như ông nguyễn cao kỳ đó khuyên góp tiền cho lắm rồi chẳng ai á, những người mà đi theo tụi nó cái bọn mà phản động này chẳng hưởng đồng nào hết nó giật đi giống ông nguyễn cao kỳ nói bà ta bà ta đã sinh hoạt như thế trong đội ngũ của chúng tôi suốt hơn một năm qua và vì thế tôi rất tôi được rất nhiều người dân trong và ngoài nước ủng hộ con phạm đông trang này được bọn phản động nước ngoài và bọn giặc ngầm nước ngoài và một số dân trong nước ủng hộ tiền cho con đưa tiền cho con phạm đoan trang để gây gối mất an ninh trật tự phá hoại nền kinh tế việt nam đó bạn có thể tưởng tượng được số tiền khổng lồ mà bà ta đã rút ruột được cái người mà quản lý tiền cho con phạm đoan trang á là từ ở australia Australia với Nhật Bản với ở trong nước là ba người này là quản lý tiền cho ông Phạm Đông Trang khi mà phát hiện ra cái cái người mà giật tiền của ông Phạm Đông Trang đi một số tiền rất khủng lồ đơn cử cuối tháng tư năm nay giữa mùa dịch tổ chức quốc tế nghe cái đoạn này mới ghê nè đơn cử cuối tháng tư năm nay giữa mùa dịch một số một tổ chức quốc tế tạm gọi là A gửi cho chúng tôi là 24.000 USD để hỗ trợ khẩn cấp hồi tháng 4. Hồi tháng 4. Bây giờ là tháng 6. Anh chị ở tổ chức nước ngoài, tổ chức phản động lưu vong nước ngoài, tổ chức khủng bố nước ngoài, tổ chức giặt ngầm khủng bố tổ chức giặt ở nước ngoài đưa cho cho tổ chức giặt ngầm ở nước ngoài đưa cho tổ chức khủng bố việt Tăng là 24.000 u để hỗ trợ khẩn cấp cho con phạm đông trang vào đầu tháng 5 sau khi một ship vận chuyển sách à ship vận chuyển sách cho anh nxb tự do anh nguyễn phương anh 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 phùng thủy bị công an phục bắt kích này bắt về đồn đó bắt về đồn thẩm vấn không biết bao nhiêu người lại tiếp tục ở đó à, rồi duyên chị đặng bích phượng ở hà nội à, kêu gọi cộng đồng và khuyên góp gần 40 triệu anh chị thấy chưa gần thêm 40 triệu nữa nha. đó tổ chức ngầm ở nước ngoài hỗ trợ cho tổ chức ngầm ở nước ngoài đưa cho tổ chức khủng bố việt tăng tổ qua tay tổ chức khủng bố việt tăng mới đưa vô tay công phạm Đông trang hai mươi bốn ngàn usd vụ mà cái thằng gì với con vụ cái thằng phùng thủy với con đặng bích phượng duyên đặng thị bích phượng ở hà nội kêu gọi kêu gọi được bốn triệu nữa nha anh chị đưa cho con phạm Đông trang nữa nha đó Chị Phượng công khai trên Facebook cá nhân đấy Anh chị thấy rồi chơi cái bọn này Trong khi á, Vụ khủng bố Lê Đình Kình Có, có lòng bàn tay của con 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 Phạm Đông Trang nữa Những ngày sau Đây nè tới vụ này nữa nè đó, rồi thêm một lại có thêm một tổ chức quốc tế khác tạm gọi là anh bơi gửi cho nhóm 10.000 u xích để hỗ trợ khẩn cấp số tiền này đáng tiếc cũng chẳng đến tay anh em đều chung quỷ nằm đó anh chị cũng chung cái với cái bọn nó ha à, cái người mà giữ tiền cho con phạm đông trang là 24.000 mươi bốn usd rồi 40 triệu tiền việt nam rồi bây giờ là 10.000 ngàn usd nữa nha anh chị bà ta là nguyễn phương hoa đó cái người mà quản lý tiền cho con phạm đông trang là là nguyễn phương hoa sinh ngày 3 tháng 4 1968 quê gốc ở quế chuyển vào Sài Gòn à, sống từ khoảng 2007. À, bà ta từng là thành viên của một lọt nhóm hoạt động trong đó có à, bạn Tương Chi lao động việc. Bản thân bà ta lập nhóm gọi là cánh én việc về bề dày thành tích hoạt động Bà ta không có gì nổi bật trên cộng đồng Biết đến và tôi có thể kể ra Nhưng đã có tiếng xấu rất nhiều Với tất cả nhóm bà ta từng tham gia trước đây Nói xấu vu khống đánh phá anh em chia sẻ tổ chức à, Bà qua à. Bà này là Nguyễn Phương Hoa nha anh chị Đây Bà Nguyễn Phương Hoa Hầu như có hình luôn nha anh chị Hầu như ai đó đưa hình bà Nguyễn Phương Hoa này luôn nè Hầu như có ai đưa đó đưa cái hình bà Nguyễn Phương Hoa này luôn nè đây đây là bà Nguyễn Phương uh, cơ, ở đây là tên cái cái coi đây nè là tên là Nguyễn Phương Hoa nha anh chị Nguyễn Phương Hoa là cùng đồng bọn dân chủ cụi của con Phạm Đông Trang và đây là Phạm uh, đây là cái tên Hoa bà Hoa uh, tên uh, tên Hoa coi tên gì cái người mà ngồi trong hình nãy là nguyễn phương hoa nguyễn phương hoa nha anh chị đây nguyễn phương hoa đây anh chị nguyễn phương hoa quản lý tiền cho con phạm đông trang đây là nguyễn phương hoa quản lý tiền cho con phạm đông trang và bà là là con nguyễn phương hoa này là cái con mà dân chủ cụi cùng đồng bọn con nguyễn con phạm đông trang nguyễn phương hoa là con này và đồng là con với con nguyễn phạm đông trang là một là con này là thủ quỹ giữ tiền cho con phạm đông trang là tiền từ australia gửi về cho con phạm đông trang là người này quản lý rồi ở trong đông nước một một số ở trong nước kêu gọi là được 40 triệu Cái người Phạm Phương Hoa này cũng nhận Rồi tớ ở Ở gì? Ở Nhật Kêu gọi cho 10.000 10, USD nữa Thì cái người này quản lý cho tiền cho con Phạm Đoan Trang Rồi giật lô là bay đi luôn Đó rồi bay đi luôn quản lý tiền cho con phạm đơn trang rồi còn cái cái người mà phàm gì nguyễn phương qua này á là quản lý tiền cho con phạm đơn trang nắm giữ lấy đi luôn à, để mà cái bọn cái bọn giặt ngầm ở ngoại ngoài nó mới gửi tiền vô trong tổ chức khủng bố việt tăng tổ chức khủng bố việt tăng nó nó mới chuyển về nó mới chuyển về cho con phạm Đông trang thì con phạm Đông trang mới cho cái con mà nguyễn phương Hoa này quản lý đó, từ Australia nè rồi Nhật Bản nè là tất cả Australia với Nhật Bản không là 34.000 rồi rồi thêm ở trong nước mà tụi nó ở trong nước kêu gọi được 40 triệu nữa anh chị tính đi đó cái bọn phản động nước ngoài và tổ chức khủng bố Việt Tăng và cái phạm con phạm Đông Trang này là một là một để mà hỗ hỗ trợ đưa tiền cho con phạm Đông Trang để mà để đưa tiền cho con Phạm Đông Trang Con Phạm Đông Trang Để mà đưa tiền Để mà mướn những cái kẻ Mà tham tiền như là bọn Giặc già Lê Đình Kình Ha cái bọn văn tham ba miền Cái bọn văn tham Cái bọn phản động Mà nấp lùm văn quan Ba miền đó Và trong đó là có Ai con Nguyễn Thí Hạnh Dũng Vô Va Rồi ai nữa Rồi um, Trịnh Bá Khiêm Trịnh Bá Tư Rồi Cắn Thị Thiêu Đó là những thành phần Đồng bọn nó không đó anh chị trong khi là tụ là con Phạm Đoan Trang này Cũng nhận báo tiền tổ chức này Cũng hỗ trợ Trong danh sách hỗ trợ tiền cho thằng Lê Đình Kình Để mà mua xăng mua vũ khí à, Mua xăng mua vũ khí Mua dao tự chế để mà Cho thằng giặc già Lê Đình Kình Để mà, à, mà 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 chống lại thi hành công vụ để mà à, mà sát hại ba chiến sĩ ta bị thương đó anh chị là có tổ chức ngầm giặt ngầm ở nước ngoài đưa cho bọn tổ chức khủng bố Việt Tăng qua tay tổ chức khủng bố Việt Tăng mới đưa tới tay con Phạm Đông Trang thì con Phạm Đông Trang này mới đưa cho cái con mà Nguyễn Phương Hoa hồi nãy để mà quản lý tiền cho nó dốt của con Nguyễn Phương Hoa này nó ôm tiền nó bay nó chuồn luôn con Phạm Đông Trang tức quá con Phạm Đông Trang tức quá bắt đầu sao lên viết bài phanh thui ra là gì kinh doanh nghề dân chủ đấy là con 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 phạm đông trang lên viết bài là nó nó viết bài là nó tức cái con mà nhỏ mà ôm tiền giữ tiền cho nó nè ôm tiền của nó nè chạy bỏ đi con phạm đông trang tức quá lên viết bài là nguyễn phương hoa lên kinh doanh nghề dân chủ dốc cuộc dạch mặt con nguyễn phương hoa này thì con con phạm đông trang thì sao thì cùng đồng bọn với con nguyễn phương hoa Cô, con, con bắn, 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 đó thì cậu để đi mẹ nói chút xíu nữa mẹ nói chút xíu nữa mẹ làm cho đó rồi để tí xíu mẹ làm 5 phút nữa mẹ nghỉ đó anh chị ừ, con phạm đôn trang chuyện, nha. Ừ, xíu nữa chút xíu nữa. con phạm đôn trang y như ông ông ông, ông 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 ông, tướng nguyễn cao kỳ ông nói đó cái bọn dân chủ cụ và bọn phản động lưu vong nước ngoài là kinh doanh cái nghề dâm chủ cụi để kiếm tiền để ăn và để chống phá nhà nước thôi ừ. Rồi cái con nhỏ mà quản lý tiền Cho con Phạm Đông Trang ôm chạy bỏ đi Con Phạm Đông Trang tức quá Lên mạng viết bài đấu tố Trong tổ chức là kinh doanh bọn dân chủ đó Qua cái câu chuyện này Để cho như một số nào Một, một số bọn phản động nào còn nghe Theo cái bọn mà phản động nước ngoài và Con Phạm Đông Trang thì nên dừng lại đi ha Hôm nay tôi dạch mặt tới đây đây Xin chào cô bác anh chị nha.